next stop sign, turn left. Cái nhà đây mình đang ở Desert Hill Outlet nha cả nhà. Desert Hill nha. Đó. Đây Desert Hill Outlet nè cả nhà. I'll do it. Right. Oh, có đồ ăn nè. Ủa sao chỗ này như mình có đến mình ăn rồi sao hả? Kimmy, what did you do? Oh, wait, 7A có bộ bà kìa. Có thác cồ. No, no, mình không có vô đó đâu, mình không đủ giờ. Trời ơi, cái ông đó mà ăn ăn bữa nó bán bộ bà đồ bụng luôn nhớ. Wow, cái gì vậy? Phở kìa. Beef noodle đó, bô noodle. Wow. Quá trời đồ ăn luôn. Cái này đồ ăn Thái á. Mala fry rye nữa kìa. Exactly, this one. Oh no, I got it. Gucci. Okay. Cho máy vô đi Gucci. Gucci, Prada đâu nè, quá trời luôn nè. Nó ngay cái này là mình đi ngay cái corner luôn nha. Quá trời tiệm luôn cả nhà. Đó. Này là có Gucci đây ha. Prada nè. Okay. It's better now. Oh, yeah, I think it's good enough. Ralph Lauren. I wanna go this way. Which way? This way. Oh, you do the map thing. Yeah, I know where it is. Where? Come over here. Come over here. Oh. You want Lacoste? What's this bar, though? Yeah, Lacoste. They go back. Hello. Hello. Đi đâu? Đi chợ gì? Không đi phải đi mò. Dạ. Khu mua sắm. Nó đi khu mua sắm. Khu mua sắm. Chào cả nhà nha. Đây mình đang ở Palm Desert. Palm Desert gì quên rồi. Hills Outlet. Đây cả nhà. Đây là rất là nhiều tiệm mua sắm nha cả nhà. Đây. Dạ, hôm nay có nhiều người. Tom Ford nè. Hôm nay thì không có đông tại vì chiều rồi. Bé Đường, say hi con. Đường ơi, say hi. Ui, cái cặp đẹp kìa. Ồ, đây có tiệm Armani đó nè cả nhà. Armani nằm đây ha. Đây nè, các nhà thấy không? Đó. Armani trang. Ồ, Clo vô không con? Clo nó bán gì vậy? Hả, tiệm Clo nè. Ồ, it looks expensive. It pooped. Oh no, it pooped, bro. Bro, it's because of you, bro. Cause you remind her. Yeah, you scared the bird, bro. Nè, bên đây là có Calvin Klein đó nha cả. Mickey? Calvin Klein. What is that? Lightning McQueen. Lightning McQueen. I never heard of it. Vince. Tiệm này cũng đắt lắm nha cả nhà. Mình không có afford nổi đâu. Mình không có khả năng được. A lot of the ones, yeah. Yeah. Đâu? Tiệm đâu? Huh? Qua đó luôn hả? Đâu? Wow. Gucci này mà long lai quá, mình không có đợi nổi cái nhà ơi, tình vô rồi. Cái đợi cái lai gì mà dài thường thường luôn. Yeah, quá. China or something, I think. I think so. Do you notice that though? Oh, Tory Burch. Can I go in? Tory Burch. Here's a store. This one? Yeah, do they have one? Tory Burch. They have this one. Steve Madden. I had a few dreams of bad games. Welcome back to I'm a little more Tory Burch, yeah. You too. Đây, Tory Burch nha. Hey! Tory Burch. Mình mới mua xong được cái bớt với lại cái lắc cả nhà cả nhà.
Steve Madden nha cả nhà. Well, they're not gonna have 50% it. Off nè. Buy one get one. Đó, hai đứa đòi Steve Madden. Shoe phải không? Cũng cái shoe á. Yeah, it is. Buy one đi. Cái này cái pháp có lời one phải không? Đây, chung quanh tiệm Steve Madden nha cả nhà. Đó. Giày đâu nè. Nè, quá trời giày nè. Có bóp luôn nha cả nhà. Bóp rồi đây quá trời luôn nè. Steve Madden hả cả nhà ha. Có 78 đô nha. Quá trời bút luôn. Cái giày này size này dữ vậy ta. 30% off. Giày dưới thôi nha. Hôm nay mình mặc hơi sport nha. Nhưng mà mình mới vừa mua Tory Burch rồi. Thành ra mình cũng không có dám mua đồ nhiều nữa đâu. Tại vì quá tốn tiền đi. Này, cái này mình thích cái này nha. Coi coi sao. Nhưng mà cái này nó cũng hơi nhỏ. Nó không được lớn lắm. Cả tiền của Steve Madden nha cả nhà. Steve Madden nè, mình mua là giảm giá nha. Từ 90 đô mà họ bớt 23 đô là 30% off, giờ còn có 58 đô cả nhà. Bây giờ 59 đô thôi, mình được discount ha. Ok, bây giờ guest nha. Bye bye con. Kaysway nha, con vô Kaysway. Guess thì guess đắt tiền hả? Cái gì đây? Phải không? Guess? Quá trời đồ luôn nha. Hey, how are you? Trời luôn. Ủa, có đồng hồ nè. Đồng hồ đẹp quá. Cái nón kìa, lấy nón không? Đồng hồ mình thích nhất là mắt kiến nha, 45 đô ha. Wow, cái này cao là bé muối lấy cho má được hả bé muối ha? Lấy cho má nha bé muối. Ồ, rồi, nó thử nha. Đó. Ở nhà nhìn thấy không, bé đường nè. Bé đường nè. Chạy mà có con gấu sao nè cả nhà. Con gấu dễ thương. Con gấu dễ thương thôi, bé đường không có dễ thương. Hai bé muối, hai con. Oh, I am a YouTuber. Not a squeezy. Citizen Parking 2, vậy là mình đậu như là Parking 1 á. Ủa rồi, không thấy rồi. Có fan đi được không? Sao mua? Yeah, I think Brian didn't know the way anyway. Marc Jacobs nè các nhà. Tiệm này là nổi tiếng bớt luôn nha. We go back already. Polo nè, tiệm này cũng nổi tiếng áo ngựa nha cả nhà. Hai bé nhỏ, bé đường với bé muối rồi đi tiệm Forever 21 cả nhà. Đa số là bán quần áo với này đồ bông tai, lắc, dây chuyền. Đây, đã vô tới tiệm rồi cả nhà ha. Mở nhạc tiệm á, mở nhạc rất là lớn luôn á. Thành ra mình phải tắt cả nhà. Đó, đi vòng vòng thôi thì có nhiều, rất là nhiều đồ.